Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh xây dựng UX. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Revit để chúng ta đặt đồ nội thất vào công trình của mình. Thì trước tiên ta phải vào mặt bằng tầng mà chúng ta muốn đặt. Ở đây ví dụ như mình đang ở mặt bằng tầng 1 chẳng hạn. Ở đây ví dụ đây mình đang ở mặt bằng tầng 1 này. Đây giả sử thì để tạo đồ nội thất của công trình thì chúng ta sẽ vào phần Master này, và các bạn sẽ thấy một cái biểu tượng và component. Chúng ta kích vô và chọn cái thứ nhất. Các bạn có thể gõ phím tắt là CM hoặc là kích trực tiếp vào đây và kích vào. Đó, như vậy là cái công trình của chúng ta sẽ được load vào những cái family, những cái đồ nội thất. Ở đây đây là những cái đồ nội thất có sẵn. Ví dụ như chúng ta đang có một cái nội thất cao đùng này. Thì để bỏ nội thất vào thì chúng ta chỉ cần kích vô. Ví dụ là mình đang bỏ một cái đây. Đấy, mình bỏ một cái đây. Đồ nội thất trong nó rất là to. Chúng ta sẽ kích vào 3D này, chúng ta xem ấn sàn ở đây. Đó. Đây, ví dụ này, cái hộp rất là to đã được đặt ấn vào đây. Rồi chúng ta kích trở lại mặt bằng. Để load một số mẫu khác thì chúng ta sẽ tích vào phần insert này, Lot Family, chọn vào thư mục chúng ta cài đặt. Ở đây mình đã cài đặt ở ổ D. Các bạn thì đối với các bạn cài mặc định thì nó sẽ ở ổ C. Rồi chúng ta chọn vào Library. Rồi xong là US Metric. Rồi ta kéo xuống thấy chữ này. Đây các bạn kích vô. Đó là những cái Family chứa đồ nội thất của chúng ta. Thì ở đây sẽ có một số cái như đây, giường, ghế, ta kích vào. Đây các bạn có thể thấy là các cái giường. Chúng ta xem và ta tham khảo một số cái ghế đây, tủ, các cái tủ, bàn, đây có đầy đủ các loại TV. Ví dụ đây mình sẽ chọn ra một cái giường, chọn ra cái giường này chẳng hạn, đây tôi kích vào Open. Rồi chúng ta sẽ đợi máy load vào. Rồi sau khi máy load vào chúng ta cũng kích vào đây. Đó, như vậy là chúng ta đã có ngay một cái giường có sẵn. Nên mình biết đây là các cái kiểu kích thước của giường. Rồi chúng ta sẽ kích bỏ vào thôi. Ví dụ mình chọn ở đây. Đó. Bỏ cái giường vào. Kích vào 3D để xem. Đó. Các bạn có thể thấy là một cái giường của chúng ta đã được bỏ vào. Để thay đổi kích thước thì chúng ta kích vào. Chúng ta chọn Edit thay. Ở đây là các cái kích thước chiều rộng và chiều cao của nó. Đây. Các bạn có thể thấy mà chúng ta duplicate để sửa tạo mới một cái kích thước mới. Đây, giả sử đây mình chọn 1500 đi. Và đây là 2000. Ok. Đây. Đây mình chọn 2000. 1500. Ok, như vậy là chúng ta đã có một cái kiểu loại giường mới. Đó. Rồi tiếp theo để load một cái cây vào chúng ta làm thế nào? Chúng ta cũng vào insert và load family. Ta sẽ chọn một số loại cây vào thư mục chúng ta cài đặt. Chích vào phần đây, planting này. Và chúng ta sẽ chọn một số loại cây, mẫu cây
Ví dụ đây, mình chọn loại cây này chẳng hạn, một phần. Rồi, chúng ta kích vào. Ví dụ đây, đó, có một loại cây mới. Đó, kích và bỏ vào thôi. Đó, thêm 3D. Đó, ví dụ, có một dạng cây như vậy. Đó, các bạn có thể thấy cái cây rất là đẹp. Chúng ta sẽ kích sửa cái kích thước của cây này, chiều cao của cây này. Đây là chiều cao. Chúng ta sẽ xem view để xem đây. Và kích vào thì sẽ có đó, mà sẽ chỉ chúng ta là chiều cao của nó. Đó. Chúng ta kích vô. Chúng ta nhập ở đây là 13 mét chẳng hạn. Hoặc là 5 mét đi. Đó. Ta gõ 5000 ở apply. À, như vậy là kích thước của cây được thay đổi. Các bạn kích vào 3D để xem. Đó, như vậy là kích thước của cây đã được rút ngắn gọn lại. Đó. Rồi, tiếp theo ta sẽ vượt qua cái 3D. À, bây giờ chúng ta sẽ viết chữ lên những bức tường này xem. Đây. Chúng ta sẽ viết chữ lên những bức tường này bằng cách là đây. Các bạn sẽ vào model text đây, các bạn kích vào có thể thấy ngay là một cái hình 3D chỉ dẫn chúng ta đó là chữ. Bây giờ kích vào và chúng ta chỉ cần gõ chữ thôi, gõ chữ nhà đẹp đó, ok đó. Thì ở đây đang là nó đang là bẹp, ta kích vào đó. Các bạn thấy nó bị lỗi, thì chúng ta cần phải sử dụng cái mặt phẳng chúng ta muốn ấy. Chúng ta sẽ kích vào đây. Đây, các bạn có thể thấy là mặt phẳng của chúng ta đang là mặt thẳng bên này. Ở đây, bây giờ chúng ta sẽ đổi mặt phẳng bằng cách là tích. Ok, chúng ta sẽ chọn cái mặt phẳng mà chúng ta muốn bỏ vào đây. Bây giờ đang là mặt phẳng bên này rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phần architecture, phần model rồi, nhà đẹp, có chữ nhà đẹp rồi. Như vậy là chúng ta đã đạt được trong mặt phẳng này, tích vào đó. Thì các bạn đã thấy là một cái chữ nhà đẹp đã được tạo ra rồi. Các bạn có thể sửa ở đây, có thể chọn các cái kiểu chữ khác nhau, edit hai, chọn các size cỡ chữ là 1000 đi, và chọn phông chữ ở đây. Rồi sau khi chúng ta đã chọn ok đó, như vậy là cái kiểu chữ chúng ta được lớn lên đó. Chúng ta cũng có thể di chuyển cái chữ này ta vào mặt bằng này, chúng ta xem đây. Đây là cái chữ của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cái mặt phẳng này, di chuyển cái chữ này qua một cái mặt phẳng khác đi sao. Đó, chúng ta sẽ kích vào cái chữ này và chọn edit work plane và chọn mặt phẳng. Ví dụ bây giờ mình sẽ chọn cái mặt phẳng này chẳng hạn này, đây mặt phẳng trong này. Đó, kích vào thì tự nhiên cái chữ này đó, sẽ nhảy vào bên này. Đó, đó là một cách di chuyển chứ theo cái mặt phẳng mà chúng ta mong muốn mà chúng ta không cần vẽ lại. Chúng ta kích trở lại. Đó.
Thì đó là một số cách để chúng ta sắp xếp các vật dụng trong nhà, cũng như là tạo ra cái chữ 3D trong cái mặt phẳng 3D. Đó. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài học tiếp theo.